Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Sáu, 12 tháng 12 năm 2014. Chương trình phát hình của bản tin Quá trình đốn gồm có phần tin đáng chú ý, câu chuyện tháng 12 với Trần Quang Duật và sau cùng là phần phóng sự về buổi gây quỹ của gia đình Mũ Đỏ tại vùng Quá trình đốn. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu 1.100 tỷ Mỹ Kim trước thời hạn chót nửa đêm. Ủy ban Thượng viện biểu quyết ủy quyền cho cuộc chiến tranh chống ISIS. Hoa Kỳ tiếp tục làm áp lực với Trung Cộng về tiền tệ và tài sản trí tuệ. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Những dự luật quan trọng sẽ được Quốc hội để lại không hoàn tất trong năm nay. Trong những ngày cuối cùng của khóa Quốc hội 113, giới lập pháp chú trọng tới dự luật chi tiêu quy mô cần thiết để giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động, nhưng họ lại kết thúc một năm với những vấn đề đáng kể còn lại trên bàn thảo luận. Về dự luật ủy quyền cho chiến tranh chống lại ISIS, Ủy ban Ngoại giao Thượng viện đã thông qua với tỷ số 10/8 phiếu và Chủ tịch Bob Menendez của Ủy ban tìm cách để đưa ra toàn viện biểu quyết nhưng dường như không thể xảy ra. Và nếu Thượng viện tiếp tục làm việc về vấn đề này, nó cũng sẽ không đi tới đâu ở Hạ viện. Về dự luật cải tổ di trú, Quốc hội vẫn chưa thông qua nó và Tổng thống Barack Obama không hy vọng nó sẽ xảy ra sớm. Chủ tịch Hạ viện John Boehner cũng thừa nhận rất khó để hợp nhất các thành viên của Hạ viện chung quanh một dự luật bao quát duy nhất. Về dự luật cải tổ thuế, hồi đầu năm nay, ông Obama đã đưa ra kế hoạch tổng hợp việc đầu tư vào hạ tầng cơ sở với việc cải tổ thuế. Cùng ngày đó, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo thuế Hạ viện cũng đưa ra kế hoạch riêng trùng lắp với những phương cách ý nghĩa của Tổng thống. Nhưng bất chấp sự khởi đầu hứa hẹn đó, các lãnh tụ Cộng hòa đã nhanh chóng dập tắt viễn ảnh cải tổ thuế. Về dự luật cải tổ công cụ trang bị cho cảnh sát, sau những cuộc biểu tình bạo động vì vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên không võ trang ở Ferguson, Missouri, giới lập pháp lưỡng đảng đã bắt đầu thảo luận về việc cải tổ chương trình và thủ tục thi hành luật pháp. Quốc hội đưa ra luật quy định một số hạn chế trên các chương trình liên bang cho phép ngũ giác đài trao cho cảnh sát công cụ quân sự miễn phí và cũng đang cứu xét một dự luật đòi hỏi cảnh sát phải dùng máy thu hình gắn trên người để cho Bộ Tư pháp nhận được tài trợ. Tất cả những dự luật trên đều không có hy vọng được thông qua trong khóa Quốc hội hiện tại. Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu 1.100 tỷ Mỹ Kim trước thời hạn chót nửa đêm. Hạ viện đã khích khao chấp thuận dự luật chi tiêu quan trọng vào tối thứ Năm, bất chấp nỗi lo âu sâu nặng trong số những người theo khuynh hướng tự do và bảo thủ, và chuyển dự luật này cho Thượng viện khi thời hạn chót về tài trợ gần kề. Dự luật được thông qua trong cuộc biểu quyết với tỷ số 219/206 phiếu, theo sau nỗ lực vận động tích cực của các lãnh tụ Cộng hòa ở Hạ viện và Tòa Bạch Ốc. Ngân khoản tài trợ hiện tại cho chính phủ đã cạn hết vào nửa đêm thứ Năm, và giới lập pháp có thể vẫn phải thông qua một dự luật tạm thời để có thêm thời gian khi Thượng viện bàn thảo về bộ luật chi tiêu chính trị giá 1.100 tỷ Mỹ Kim. Khi thời hạn chót gần kề, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã gọi cho các đảng viên Dân Chủ ở Hạ viện để kêu gọi họ ủng hộ. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Dennis McDonough cũng đã gặp gỡ tại Quốc hội với khối Dân Chủ, nhưng các nguồn tin bên trong phiên họp này cho biết sự hiện diện của ông chỉ thuyết phục một ít đối với các nhà lập pháp. Trong khi đó, các lãnh tụ Cộng hòa Hạ viện cố gắng gây ảnh hưởng với các thành viên bảo thủ là những người vì nhiều lý do khác nhau đã chống lại bộ luật đó. Nhiều người bảo thủ tiếp tục chống lại dự luật bởi vì nó không tấn công vào pháp lệnh di trú của ông Obama, trong khi phe Dân Chủ lại phẫn nộ vì các điều khoản quy định về chi tiêu trong việc vận động tranh cử và quy luật tài chính. Hạ viện đang tìm cách nhanh chóng chấp thuận một nghị quyết 2 ngày để tài trợ cho chính phủ qua tới nửa đêm thứ Bảy. Phát ngôn viên George Earnest của Tòa Bạch Ốc cho biết trước đó rằng ông Obama ủng hộ dự luật và sẽ ký duyệt nó. Ủy ban Thượng viện biểu quyết ủy quyền cho cuộc chiến tranh chống ISIS. Ủy ban Ngoại giao Thượng viện hôm thứ Năm đã biểu quyết với tỷ số 10/8 để ủy quyền cho cuộc chiến do Tổng thống Barack Obama phát động chống lại Tổ chức Quốc gia Hồi giáo, là một cuộc biểu quyết đầu tiên ở Quốc hội dứt khoát cấp cho ông quyền hạn chiến tranh trong cuộc tranh đấu của Hoa Kỳ với dân quân quá khích. Thượng nghị sĩ Chủ tịch Robert Menendez nói rằng ông sẽ tìm kiếm cuộc biểu quyết của toàn thể Thượng viện về dự luật này trước khi khóa Quốc hội hiện tại chấm dứt, nhưng có thể việc ủy quyền này sẽ bị trì hoãn cho đến khóa Quốc hội tới do phe Cộng hòa lãnh đạo vốn khởi sự vào ngày 1 tháng Giêng. Nghị quyết được thông qua của ông Menendez sẽ ủy quyền cho Tổng thống dùng quân lực chống lại ISIS và những cá nhân hay lực lượng liên hệ. Nó sẽ hạn chế các hoạt động của lực lượng Hoa Kỳ để không có những hoạt động chiến đấu trên bộ ở mức quy mô. Ông Menendez cho biết nếu Tổng thống cảm thấy cần thiết thì ông nên yêu cầu Quốc hội ủy quyền để làm điều đó. Việc ủy quyền này sẽ hạn chế trong vòng 3 năm và sẽ đòi hỏi chính phủ phải báo cáo về cuộc chiến đấu chống lại ISIS mỗi 60 ngày. Hạ viện bác bỏ việc làm cho khoản miễn thuế từ thiện được vĩnh viễn. Hôm thứ Năm,
Hạ viện đã bác bỏ dự luật làm cho 3 khoản miễn thuế về những loại tặng giữ từ thiện được trở thành những phần vĩnh viễn của luật thuế. Dân biểu David Camp, chủ tịch Ủy ban soạn thảo thuế Hạ viện, đã đề nghị dự luật này vào giờ thứ 11, giữa lúc Quốc hội vội vã tìm cách giữ cho chính phủ liên bang được tài trợ và mở cửa. Ông Camp được ấn định về hưu trong vài tuần nữa. Dự luật 11 tỷ Mỹ Kim này quy định về các khoản miễn thuế cho việc quyên tặng tài sản để bảo tồn, quyên tặng tồn kho thực phẩm và việc đóng góp từ những kế hoạch hưu trí cho các tổ chức từ thiện. Hiện tại, 3 khoản miễn thuế này là một phần của một bộ gồm hàng chục luật thuế tạm thời mà Quốc hội thường xuyên gia hạn mỗi 1 hay 2 năm. Qua cuộc biểu quyết với tỷ lệ 275 trên 148 phiếu, Hạ viện đã bác bỏ dự luật vốn không đạt được 2/3 thế đa số cần thiết theo thủ tục biểu quyết nhanh chóng. Nhân viên Quốc hội mở cuộc đình công trong việc phản đối cảnh sát mới nhất. Hàng chục nhân viên Quốc hội Hoa Kỳ đã mở cuộc đình công hôm thứ Năm để phản đối các quyết định của bồi thẩm đoàn không buộc tội các cảnh sát viên da trắng trong việc sát hại những dân da đen không dột võ trang tại Ferguson, Missouri và thành phố New York. Các nhân viên này, kể cả các thành viên của Hiệp hội Người Da Đen ở Quốc hội, đã tổ chức một buổi cầu nguyện trên bậc thềm điện Capitol Hill và giơ tay lên theo khẩu hiệu "Giơ tay lên đừng bắn", vốn đã trở thành hình thức phản đối trên khắp nước. Hành động này là một hành động mới nhất trong hàng loạt cuộc biểu tình vì những quan tâm về cảnh sát trị đối với các cộng đồng da đen. Một số đã biến thành bạo động, kể cả những cuộc biểu tình trong tuần này tại miền Bắc California. Hoa Kỳ tiếp tục làm áp lực với Trung Cộng về tiền tệ và tài sản trí tuệ. Tổng thống Barack Obama tuyên bố hôm thứ Năm trước cuộc đàm phán song phương vào tuần tới rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm áp lực với Trung Cộng về tiền tệ của họ, sự bảo vệ tài sản trí tuệ và doanh nghiệp do nhà nước làm chủ. Các viên chức Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ họp nhau tại Chicago trong các cuộc đàm phán của Ủy hội Hỗn hợp về Thương mại và Mậu dịch vào tuần tới, là nơi họ được dự đoán sẽ thảo luận về tiến bộ cho một hiệp ước đầu tư. Hoa Tình Đốn nhắm tới việc nới lỏng các hạn chế của Bắc Kinh trong những lĩnh vực chính từ kỹ nghệ dịch vụ cho tới nông nghiệp và bảo đảm rằng các công ty nước ngoài nhận được sự đối xử bình đẳng với các công ty tư nhân và do nhà nước làm chủ của Trung Cộng. Trong bản báo cáo mới nhất về sự thao túng tiền tệ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết đồng nhân dân tệ của Trung Cộng ở dưới mức giá trị một cách đáng kể, nhưng bộ này nói rằng Bắc Kinh dường như thiếu trách nhiệm trong việc xác định giá trị tiền tệ của họ. Nhà lãnh đạo Ba Lan hoan nghênh việc mua phi đạn của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan ca ngợi những phi đạn tầm xa mà nước này mua của Hoa Kỳ như là công cụ quân sự tối tân nhất mà Ba Lan chưa từng có, và chúng thật sự cần thiết vào lúc căng thẳng trong vùng. Hôm thứ Năm, trong buổi lễ ký kết thỏa hiệp 250 triệu Mỹ Kim với đại sứ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Thomas Simoniak tuyên bố rằng chưa bao giờ trong lịch sử mà Ba Lan có những vũ khí tối tân như thế theo kết quả của thỏa hiệp này. Thỏa hiệp này đã được ký kết tại Hoa Kỳ. Thỏa hiệp này gồm việc mua từ công ty không gian và quốc phòng Lockheed Martin của Hoa Kỳ 40 phi đạn không đối địa, vốn sẽ được trang bị cho các phi đội phản lực cơ chiến đấu F-16 của không lực Ba Lan. Việc chuyển giao sẽ diễn ra trong năm 2015 và 2016, và các phi đạn này được ấn định thời biểu hoạt động vào năm 2017. Malaysia triệu tập đại sứ Mỹ vì những lời phát biểu. Malaysia đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ sau khi ông này thắc mắc về quyết định của chính phủ để củng cố đạo luật chống nổi loạn, mà những người chỉ trích nói rằng đã được dùng để đàn áp những kẻ gièm pha chính phủ bất chấp lời hứa trước đó để tiêu hủy nó. Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, ông Joseph Yeun đã bị triệu đòi hôm thứ Tư để giải thích về lập trường của Hoa Kỳ theo sau lời phát biểu của ông trong một cuộc phỏng vấn trên mạng. Bộ này kêu gọi Hoa Kỳ hãy tôn trọng vấn đề nội bộ của Malaysia và cho nước này điều kiện để bảo đảm nền hòa bình, an ninh và ổn định tiếp tục. Luật chống nổi loạn năm 1948 là di tích của việc cai trị thuộc địa Anh quốc nhằm kiểm soát mối căng thẳng tại quốc gia đa chủng này. Nó hình sự hóa lời phát biểu có khuynh hướng xúi dục nổi loạn mơ hồ. Các tổ chức nhân quyền và các luật sư nói rằng luật đó cấm đoán tự do ngôn luận. Thủ tướng Najib Razak hứa tiêu hủy đạo luật đó hồi năm 2012 như là một phần của việc cải tổ tự do để cổ võ cho sự cởi mở. Thế nhưng hồi tháng rồi, ông lại nói nó sẽ được củng cố để bảo vệ sự thiêng liêng của Hồi giáo và trừng phạt bất cứ ai kêu gọi tách rời các tiểu bang miền đông Sabah, Sarawak, là nơi cuộc đàm phán về ly khai thường xuyên nổi lên. Ông Yun tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với trang mạng tin tức Malaysia Kini hôm 4 tháng 12 rằng Hoa Kỳ có chút hoang mang khi Malaysia loan báo nước này sẽ không tiêu hủy nhưng lại củng cố đạo luật đó. Ông Yun nói thêm rằng để cho chính phủ có sự thay đổi lập trường này trên một vấn đề quan trọng đối với tự do căn bản, tự do ngôn luận và đối phó với xã hội rất đa dạng của Malaysia thì phải có lý do chính đáng. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Quan Tình Đốn xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động.
nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sân bay Live. Always live, always on. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go. Có cả chả nướng, chè đủ loại, nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và họp mặt gia đình. Nhân dịp mùa trung thu, Kim Phụng Bakery có bánh trung thu sản xuất tại chỗ, nguyên liệu tinh khiết, bánh mới thơm ngon đủ loại. Có cả nhân vi cá, thập cẩm, hạt sen và khoai môn. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mỗi ngày. Điện thoại số 703-534-4525. Để kỷ niệm 66 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cơ sở Việt Tân vùng Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ tổ chức ngày đấu tranh cho các tù nhân lương tâm tại công viên trước Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Sheldon Circle Park, Washington DC 20008, từ 11 giờ sáng ngày thứ Bảy 13 tháng 12 đến 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 14 tháng 12 2014. Chương trình gồm có biểu tình, tuyệt thực 24 giờ, văn nghệ đấu tranh, thắp nến, các tuyệt thực viên và ban tổ chức qua đêm ngay tại địa điểm tổ chức. Xin kính mời quý đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tham dự đông đảo để cổ võ và đấu tranh cho các tù nhân lương tâm tại quốc nội. Mọi chi tiết xin liên lạc Đặng Vũ Chấn 703-538-2772 hay Quỳnh Quốc Huy 202-340-9898. Nhóm tinh thần Việt Dũng North and South Carolina cùng với cộng đồng người Việt quốc gia tại Charlotte tổ chức giỗ đầu cho cố ca nhạc sĩ Việt Dũng, một con người đã cống hiến cuộc đời cho tự do, nhân quyền tại Việt Nam để duy trì tinh thần quốc gia yêu nước và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự lúc 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014 tại hội trường nhà thờ Korean Presbyterian Church of Charlotte, 701 Scaley Park Road, Charlotte, North Carolina 28209. Cầu nguyện liên tôn gồm đại diện Giáo hội Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành và Công giáo, tiệc trà, văn nghệ, ca nhạc đấu tranh do nhóm trẻ Charlotte với sự góp mặt của nữ ca sĩ Hồng Diễm thuộc Trung tâm Asia và phu nhân cố ca nhạc sĩ Việt Dũng là chị BB Hoàng Anh. Mọi liên lạc xin gọi Hoàng Tịnh 803-389-8002, Thu Hương 704-607-7761. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Tại sao mà cổ chân của tôi lúc nào cũng bị sưng lên? Có phải là do giãn tĩnh mạch sau khi phụ nữ sinh con? Và tại sao tôi bị chuột rút làm tôi thức dậy trong lúc đang ngủ nửa đêm? Tôi thường nhận được nhiều người gọi về câu hỏi này. Bạn có thể bị giãn tĩnh mạch, các triệu chứng ở chân. Bạn cũng nên gọi Trung tâm Phục hồi Tĩnh mạch. Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Toán phục vụ bệnh nhân sẽ giúp bạn có được một chuẩn bệnh miễn phí tại các trung tâm gần nơi bạn cư ngụ. Gọi ngay bây giờ, bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với các y sĩ hiểu biết về triệu chứng, sẽ trả lời câu hỏi, giải thích các phương cách điều trị và bàn về cách dùng bảo hiểm với bạn. Đồng thời, chúng tôi có các bác sĩ Việt Nam sẽ trực tiếp trao đổi với quý vị bằng tiếng Việt. Xin hãy gọi ngay 1-855-401-8346. 1-855-401-8346. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi câu chuyện tháng 12 với Trần Quang Dục. Tôi là Trần Quang Dục, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội đến với chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, như đã thưa cùng quý vị và quý thân hữu, cho phép tôi được gồm chú Erika của nhà bác học Archimedes. Tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tôi tìm ra rồi để làm chủ đề cho tháng 12. Hy vọng với chủ đề này, người Việt tị nạn Cộng sản có cái nhìn đích thực về lực lượng võ trang của Hà Nội trong việc thảm sát đồng bào để bảo vệ đảng. Thưa quý vị, trong ca dao Việt Nam có hai câu cõng rắn cắn cả nhà và rước voi về giày mà tổ. Cho phép tôi được chọn câu rước voi về giày mà tổ để làm tiết mục cho chương trình hôm nay vì nó hợp với thảm trạng tại Việt Nam, nơi mà giặc Tàu đang làm mưa làm gió trên lãnh thổ của chúng ta. Với sự tiếp tay của tập đoàn Bạc Nhược Hà Nội, lịch sử Việt Nam cho thấy đã không thiếu những triều đại, những ông vua đã rước voi về giày mà tổ. Nhưng không có triều đại nào, không có tập thể nào mà đập nét và man dợ vô nhân đạo như triều đại của tập đoàn Cộng sản Hà Nội. Hiện nay đối với đồng bào ruột thịt của mình,
Câu chuyện được bắt đầu vào mùa đông năm 1949, khi ông Hồ và Đảng Cộng sản gửi thơ kêu cứu Mao Trạch Đông để xin viện trợ và cố vấn. Năm 1950, đích thân ông Hồ bí mật đến Bắc Kinh để xin viện trợ. Nhân vật Lã Quý Ba được Bắc Kinh cử sang Việt Nam làm cố vấn. Sau này, chính Trường Chinh lại xin với họ Mao cử Lã Quý Ba làm tổng cố vấn cho Việt Cộng. Sau khi có tổng cố vấn là Lã Quý Ba xong, một lần nữa, ông Hồ lại xin đích danh tướng Trần Canh sang làm cố vấn quân sự để giúp họ chỉnh trang lại lực lượng vũ trang của mình để tham gia chiến dịch khai thông biên giới Việt Hoa. Sau khi chiến dịch này thành công, chúng ta hãy nghe ông Hồ viết thơ cho Mao Trạch Đông như sau. Chúng tôi đã thắng lợi hoàn toàn trong chiến dịch Thất Khê Cao Bằng. Nguyên nhân lớn của thắng lợi này là sự viện trợ tận tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự nhiệt tình cảm động của các đồng chí Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, không nề hà gian khổ, chấp hành thị sĩ của các đồng chí trực tiếp để giúp đỡ chúng tôi. Tôi cần nêu lên công lao đặc biệt của Trần Canh, Nhiệm Cung, Vân Đạt, Thiên Hữu, Quý Ba, Kiếm Anh, Phương Phương, Quốc Thanh và các đồng chí cố vấn trong chiến dịch. Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông, cách mạng, quốc tế, chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo cảm ơn các đồng chí mà nói rằng các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp lại sự kỳ vọng thiết tha và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1921, sau Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Lao động, Tổng cố vấn Lã Quý Ba bắt đầu cho sắp xếp lại vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là đợt đại thanh lọc lực lượng vũ trang của Việt Cộng. Mở đầu cho chiến dịch này là Hòa Lã cho dùng bộ máy tuyên truyền của mình vu khống, bôi nhọ, gièm pha các cấp chỉ huy không thuộc thành phần trung kiên bần cố nông của Cộng sản. Đó là thành phần trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh nghe theo lời gọi của Việt Minh tham gia vào phong trào yêu nước để đánh đuổi thực dân Pháp. Những buổi hội thảo được mở xuất thân từ giai cấp bần cố nông, một thành phần nghèo đói, thất học, tin tưởng tuyệt đối vào những kinh điển của Cộng sản và những lời hứa hẹn dối trá của các lãnh đạo chóp bu của Việt Cộng. Thành phần này không thắc mắc mà cũng chẳng có gì để thắc mắc vì trình độ học vấn của họ thuộc loại tốt nghiệp các lớp học bình dân giáo dục, tối học, quán triệt đường lối chữ của Việt Cộng, của Đảng trong đợt thanh trừng. Và có hai nạn nhân chính là nhận và không nhận tội. Nhận tội thì tự mình phải ra mức kỷ luật cho mình, phải từ chức hoặc là nhờ tập thể chiếu cố giải quyết cho mình. Không nhận tội thì đây là lúc thành phần bần cố vô học nhảy vào vòng chiến, tha hồ mà chụp mũ mà vu khống. Những chữ đao to búa lớn được thành phần bần cố này gán ép cho đến khi những người này không chịu được nữa phải đứng lên nhận tội, xin tập thể quyết định. Và trong cả hai trường hợp nêu trên, tập thể quyết định trong văn bản ghi sẵn là phải từ chức. Trong hồi ký của tướng Giáp cho thấy thành phần bị loại khỏi các chức vụ chỉ huy là cả một thế hệ của dân tộc. Tướng Giáp viết, anh Nguyễn Chí Thanh cho rằng phần lớn các cán bộ sơ cấp, trung cấp của ta xuất thân từ tầng lớp tiểu tư sản, học sinh, sinh viên, chỉ mới giác ngộ về dân tộc, còn ít giác ngộ về giai cấp, nên thiếu, kiên định. Trọng tâm của đợt chỉnh quyết này phải nhắm vào các thành phần này. Sau này, cũng trong hồi ký của mình, tướng Giáp đã phải xác nhận, tất cả những người bị thanh trừng trong đợt rèn cán chỉnh quân do họ Lã phát động đều bị giết oan cả. Thưa quý vị, vì thời lượng của bản tin, chúng tôi sẽ tường trình về đợt thanh trừng đẫm máu này mà Tổng cố vấn Lã Quý Ba trong những chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin đa tạ. Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về buổi gây quỹ của gia đình Mũ Đỏ vùng Hoa Tình Đốn. Bích Phượng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay trời vào đông, ngoài trời mưa rả rích, vùng thủ đô rất lạnh. Nhưng gia đình Mũ Đỏ đã đến đây để tìm lại tình đồng hương, tình huynh đệ chi binh. Nhà hàng Tần Tài đã có khoảng hơn 500 đồng hương của gia đình Mũ Đỏ và thân hữu đến đây để tham dự tiệc cây quỷ lần thứ 28, hầu giúp đỡ gia đình thương phế binh Mũ Đỏ còn ở lại quê nhà. Kính thưa quý vị, không khí rất vui và ấm cúng vì những gia đình Mũ Đỏ đang hàn huyên chuyện trò sau một năm mới được gặp lại. Bích Phượng xin gửi đến quý vị phóng sự chúng tôi thu nhận được. Đêm cánh hoa diều là sinh hoạt thường niên của gia đình Mũ Đỏ Washington DC, Virginia và Maryland nhằm gây quỹ để giúp hàng ngàn thương phế binh, cựu chiến sĩ nhảy dù đang kéo lê cuộc sống khổ ải ở ngôi nhà vì thân thể thương tật, chính sách kỳ thị đàn áp của kẻ thù
Đêm cánh hoa diều năm nào cũng quy tụ gần 500-600 quan khách, gồm những mạnh thường quân và thân hữu của gia đình mũ đỏ địa phương. Đặc biệt năm nay, chúng tôi thấy sự hiện diện của chiến sĩ Hoa Kỳ gốc Việt thuộc thế hệ 1.5. Đồng bào Việt Nam luôn luôn dành nhiều tình cảm thương yêu cho những người chiến sĩ từng cầm súng và phải hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương, mà chính vì thương tật lại không thể vượt thoát chế độ bạo tàn, đành cam chịu cuộc sống ngã nghiệp trong tay quân thù. Đêm cánh hoa diều năm nào cũng đem lại chút hơi ấm của tình quân dân cho chiến sĩ của đơn vị thiện chiến hàng đầu quân lực, từng xung phong hàng đầu trên tuyến lửa, nhận chịu hy sinh, trong khi đồng bào và đồng ngũ tìm được cuộc sống an lành nơi xứ người. Đêm cánh hoa diều lần thứ 28 nhằm gây quỹ giúp cho thương phi binh nhảy dù còn kẹt tại quê nhà. Xin hân hạnh chào đón các niên trưởng, quý vị đại diện cộng đồng, đoàn thể, các chiến hữu và các thân hữu. Bích Phương biết được rằng là có người đang vận động ở Quốc hội để có thể xin cho các anh thương phế binh qua Mỹ. Theo ông nghĩ như thế nào? Đúng ra thì đây là một việc làm mà không phải ngay bây giờ mà phải từ lâu. Cho nên đối với chúng tôi rất mừng khi được cái tin này. Bởi vì cái sự hy sinh của người thương phế binh không có cái gì mà trả giá đủ với cái sự hy sinh cao cả đó của họ. Và chúng tôi mong rằng đó là một chuyện thật và một chuyện có thể thay đổi được cái cuộc sống sau cùng của người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin ông cho biết quá trình từ năm qua như thế nào ạ? Như năm qua thì mỗi năm gia đình mũ đỏ qua trình đốn thì có một lần gây quỹ để giúp cho thương phế binh ở quê nhà. Năm ngoái thì chúng tôi được trên 14.000 tiền cho thương phế binh, và năm nay hiện bây giờ chúng tôi có trên 10.000 để cho thương phế binh, và cái tiền tiệc để gây quỹ thì là khác nữa, đó là cái thêm cái tiệc tại vì bán vé đó thì nó có lời trong đó nữa, chúng tôi cũng dành cái đó cho thương phế binh luôn. Bích Phượng xin phỏng vấn thế hệ 1.5, cảm nghĩ như thế nào tham dự buổi tiệc ngày hôm nay? Thưa tất cả khán thính giả của đài SBTN, tôi là Nguyễn Cao Nguyên, hiện làm hội trưởng Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt ở đây. Thay tất cả các bạn đây thì giới thiệu, đây là Trung tá Hải quân Trần Quốc Bảo, Trung tá Hải quân Nguyễn Anh Tuấn, Hạ sĩ Phạm Dương, Vàng Giác, Trung tá Po Ưng, Bộ binh, và Trung tá Mimi Phan của Bộ Y tế Công cộng của Hoa Kỳ ở đây. Chúng tôi rất là hãnh diện được dịp xuống đây để ủng hộ các chú các bác trong gia đình mũ đỏ. Đó là một điều mà thế hệ 1.5 của chúng tôi rất là hãnh diện và lúc nào cũng vinh danh đến những cái sự hy sinh của các chú các bác. Không có thể nào lời nào mà nói để cảm ơn những ông chú bác ở đây, cô bà đã hy sinh để cho dân trẻ Việt Nam đây có cơ hội để sống được tự do. Tôi hy vọng là các chú bác sẽ nhìn một cách cặp mắt lạc quan, là thế hệ sau đã tiếp tục phục vụ đất nước trong ngành quân đội. Mong những người trẻ sinh ra nước Mỹ tham gia quân đội nhiều hơn là phục vụ đất nước, để giống như tiếp nối ông cha ta đã đi vô quân đội và phục vụ đất nước. Theo như Paul biết thì là mấy anh đó rất là cực khổ, phải trải qua những điều cực khổ mà rất là thiệt thòi. Thành ra về những cái điều này mà tụi này đến đây để ủng hộ mấy anh và tỏ ra là cảm ơn sự hy sinh của mấy anh, là mấy anh những người đã đi trước cực khổ cho quê hương mình. Vì không có những người đi trước, chúng em sẽ không có những cái stripe này, cho nên vì vậy tụi em rất là cảm ơn. Virginia. 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence.
mentally awake, and morally straight. We make science, technology, engineering, and math fun. STEM Scouts. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đồn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.